I know you want me, and I will do it for you. Cold boy, bloody killer. Yep. Xin chào các bạn đã đến với cuộc sống nhỏ của tôi này. Tôi tên là Phúc, sinh ngày 5 tháng 8 và con trai. Không cần giới thiệu thì cũng khá nhiều người biết my profile. Tôi là ai? Tôi là Big Big Daddy đẹp trai. Sinh ra và lớn lên tại một gia đình bình thường, cũng như các bạn cũng lớn đủ 6 tuổi tôi được đến trường. Bài học lòng đời của tôi bắt đầu từ chữ A, và điểm tốt nhất của tôi lúc nào cũng nhiều hơn điểm 3. Nhưng thật lạ, việc học càng ngày càng bê tha. Tôi không hiểu được lý do, chỉ thấy suốt ngày bị kêu la. Từ mẹ rồi đến ba, từ trẻ cho đến già, gia đình cũng lúc nhận xét tôi một câu ôi chán quá. Tôi đã đành, lúc không ai dỗ dành, cắm đầu vào phim ảnh. Tôi muốn mình được nổi tiếng, tôi muốn được đứng trên sân khấu hát hò, nói chung là ước mơ riêng. Và tôi đi tìm thần tượng, đầu tiên là đàn trường. Ngồi bên em cũng đàn, hát lên tiếng khúc vàng. Nhưng có phải không ổn vì nghe nhiều cũng thấy chán. Không hợp dẫn bằng việc lên YouTube và xem mấy cô dạng hàng. Có lẽ là tôi nên tìm cái khác. Oh shit. Xin chào các bạn đã đến với cuộc sống nhỏ của tôi này. Tôi tên là Phúc, sinh ngày 5 tháng 8 và con trai. Không cần giới thiệu thì cũng khá nhiều người biết my profile. Tôi là ai? Tôi là Big Big Daddy đẹp trai. Xin chào các bạn đã đến với cuộc sống nhỏ của tôi này. Tôi tên là Phúc, sinh ngày 5 tháng 8 và con trai. Không cần giới thiệu thì cũng khá nhiều người biết my profile. Tôi là ai? Tôi là Big Big Daddy đẹp trai. Và tôi đến với rap, rap đến với tôi như một cái duyên. Và khi tôi bắt đầu rap, tôi mang tố chất của sự nổi tiếng. Đâu phải chuyện ngày 1, ngày 2. Khi mình có tai, sẽ như một hàng đại trà được bày ra cho người qua kể lại. Họ nghe và để lại, hoặc là sẽ để ngoài tai. Thì rap của tôi luôn có sức nóng và luôn được đăng tải rộng rãi. Nhưng tôi rap không vì tiền, tôi rap vì tâm huyết. Cũng như sóng biển dìu dắt mặt trời, dù mai ra sao cũng ai cần biết. Yeah. Một năm dài trôi nhanh, vẫn cứ rap mà không phanh. Đâu từng nghĩ tới công danh. Nhạc của tôi chảy ra khắp các thành phố cho tới cả Đông Anh. Học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 thấy tôi trên lại hỏi có gì mới không anh. Everybody call me Big Daddy, the one and only. Haters dậm chân tại chỗ thấy tôi tiến xa và sobby. Keep heading me, I don't care. Tôi là cậu bé vàng của bố mẹ. Một bài hát đơn giản pha chút nhí nhố và gửi tới tất cả tai người nghe. Yeah. Xin chào các bạn đã đến với cuộc sống nhỏ của tôi này. Hey. Tôi tên là Phúc, sinh ngày 5 tháng 8 và con trai. Hey. Không cần giới thiệu thì cũng khá nhiều người biết my profile. Tôi là ai? Tôi là Big Big Daddy đẹp trai. Xin chào các bạn đã đến với cuộc sống nhỏ của tôi này. Hey. Tôi tên là Phúc, sinh ngày 5 tháng 8 và con trai. Hey. Không cần giới thiệu thì cũng khá nhiều người biết my profile. Tôi là ai? Tôi là Big Big Daddy đẹp trai. Đứng trên sân khấu kia tôi thấy mọi người. Họ hay tin tôi và họ như muốn giữ chặt lấy tôi. I love my golden boy. Hey. I love my golden boy. Hey. I love my golden boy. Hey. Golden boy. Beach. Golden boy. Xin chào các bạn đã đến với cuộc sống nhỏ của tôi này. Hey. Tôi tên là Phúc, sinh ngày 5 tháng 8 và con trai. Hey. Không cần giới thiệu thì cũng khá nhiều người biết my profile. Tôi hey. Là ai? Tôi là Big Big Daddy đẹp trai. Hey. Xin chào các bạn đã đến với cuộc sống nhỏ của tôi này. Hey. Tôi tên là Phúc, sinh ngày 5 tháng 8 và con trai. Hey. Không cần giới thiệu thì cũng khá nhiều người biết my profile. Hey. Tôi là ai? Big Daddy, Lady Mother, who's a killer?